Hai chị em Trúc Nhi, Diệu Nhi đã tháo nẹp bột sẵn sàng cho những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Hơn một tháng sau khi cuộc phẫu thuật tách rời kéo dài 12 tiếng đồng hồ, chiều ngày 28 tháng 8, Bệnh viện Nhi đồng thành phố tiếp tục đăng tải những thông tin hình ảnh về hai chị em Trúc Nhi, Diệu Nhi, khiến không ít người xúc động. Không chỉ ăn ngủ ngoan mà hai chị em còn liên tục cười đùa khi được mẹ vào thăm. Điều đặc biệt, tình trạng sức khỏe của hai con ngày một tiến triển tốt. Sau người chị Trúc Nhi, em Diệu Nhi cũng đã hoàn toàn tháo nẹp bột ra khỏi người. Phía bệnh viện cho biết sẽ bắt đầu kế hoạch tập vật lý trị liệu sẵn sàng cho hai chị em tập đứng tập đi những bước đầu tiên sau khi có một cơ thể rời nhau. Bệnh viện Nhi đồng thành phố viết, sáng nay song sinh cùng ba mẹ và các y bác sĩ hưởng ứng lời kêu gọi, đeo khẩu trang vẫn đẹp. Chừng nào chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19, chưa có thuốc đặc trị Covid-19 thì chừng đó chúng ta còn phải đối diện với nguy cơ bị nhiễm SARS-CoV-2. Hai chị em con, ba mẹ con hay tất cả chúng ta cũng có thể bị nhiễm SARS-CoV-2. Cách dễ dàng và hữu hiệu nhất để ngăn ngừa nguy cơ bị nhiễm chính là đeo khẩu trang thường xuyên và đúng cách ở nơi công cộng. Đừng lo, cô bác vẫn đẹp khi đeo khẩu trang, nếu không muốn nói là thậm chí còn đẹp hơn trong suy nghĩ và hành động. Đừng quên đeo khẩu trang nhé, đó là cách tốt nhất bảo vệ bạn, gia đình và người thân. Kèm theo lời kêu gọi đeo khẩu trang là những hình ảnh vô cùng đáng yêu của hai chị em Trúc Nhi, Diệu Nhi. Theo dõi chặng hành trình hơn một năm dài của hai con từ khi lọt lòng mẹ đến 12 tiếng chiến đấu cùng 100 y bác sĩ trong ca phẫu thuật tách rời. Tất cả mọi người khắp mọi miền đất nước đều mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai con trên hành trình tìm lại một cơ thể nguyên vẹn. Như chúng tôi đã thông tin, Trúc Nhi, Diệu Nhi sinh ngày 6 tháng 7 năm 2019 tại Bệnh viện Hùng Vương là hai bé song sinh dính liền phức tạp. Sau khi mổ thành công, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiến hành theo dõi chăm sóc các bé theo một cách thức đặc biệt. Chúng tôi sẽ liên tục thông tin về tình hình sức khỏe của hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi trên kênh YouTube Sài Gòn TV.